Mến chào các em học sinh của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, Quận 11. Hôm nay cô sẽ trình bày về nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp đến, gồm có hai nội dung. Ở bài nội dung thứ nhất là bài một số module cảm biến trong mạch điều khiển. Ở phần này chúng ta sẽ nhớ về bốn nội dung đó là module cảm biến ánh sáng, module cảm biến nhiệt độ, module cảm biến độ ẩm và thứ tư là mô đun cảm biến hồng ngoại. Trong đối với mỗi nội dung đều có các nội dung bên trong đó là nhớ về tín hiệu đầu vào, nguyên lý làm việc và ứng dụng. Đối với mô đun cảm biến ánh sáng, tín hiệu đầu vào sẽ là cường độ ánh sáng. Nguyên lý làm việc. Mô đun cảm biến ánh sáng sử dụng cảm biến ánh sáng để đóng và cắt nguồn điện cho phụ tải điện tùy theo cường độ ánh sáng cảm nhận của cảm biến cuộn hút của rò le có điện hoặc không có điện làm cho tiếp điểm của rò le đóng hay mở ứng dụng tự động bật và tắt đèn chiếu sáng sân trường vườn hoặc là đèn đường đối với hệ thống đèn đường thì dựa vào cường độ ánh sáng thì khi mà trời sáng thì đèn đường sẽ tắt và khi trời tối thì hệ thống đèn nó sẽ tự động sáng, đó là nhờ vào module cảm biến ánh sáng. Nội dung thứ hai, module cảm biến nhiệt độ. Tín hiệu đầu vào sẽ là nhiệt độ của vật thể. Nguyên lý làm việc. Module cảm biến nhiệt độ có sử dụng cảm biến nhiệt độ để đóng và cắt nguồn điện của phụ tải điện. Tùy theo nhiệt độ cảm nhận của cảm biến cuộn hút của rò lê có điện hoặc không có điện làm tiếp điểm của rò lê đóng hay mở Ở đây phần nguyên lý làm việc của 4 module này thì nó gần giống nhau chỉ khác nhau về tín hiệu đầu vào Ứng dụng module cảm biến nhiệt độ được sử dụng trong máy điều hòa không khí trong tủ lạnh trong tủ đông đối với lò ấp trứng, lò điện công nghiệp, máy sưởi. Thứ hai, mô đun cảm biến độ ẩm. Tín hiệu đầu vào sẽ là độ ẩm của không khí. Nguyên lý làm việc Mô đun cảm biến độ ẩm sử dụng cảm biến độ ẩm để đóng các nguồn điện cho phụ tải điện. Tùy theo độ ẩm cảm nhận của cảm biến, cuộn hút của rò le có điện hoặc không có điện làm tiếp điểm của rò le đóng hay mở. Nãy giờ ba cái phần nguyên lý rồi chúng ta thấy cũng có một cái khuôn thôi, khác nhau đó chính là cái tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào là ánh sáng, nhiệt độ hay độ ẩm để thực hiện chức năng là đóng cắt nguồn điện cho phụ tải điện. Ứng dụng của mô đun cảm biến độ ẩm. Được ứng dụng trong máy tạo ẩm. Trong các nhà kính trồng trọt trong trang trại ứng dụng mô đun cảm biến độ ẩm rõ ràng nhất là chúng ta thấy là để trong trang trại thì nó sẽ kích hoạt cho cái máy bơm nước hoạt động tức là điều khiển tưới nước cho vườn rau nhờ vào cảm tín hiệu đầu vào là độ ẩm trong đất thứ bốn mô đun cảm biến hồng ngoại tín hiệu đầu vào cường độ tia hồng ngoại nguyên lý làm việc mô cảm biến hồng ngoại sử dụng cảm biến hồng ngoại để đóng các nguồn điện cho phụ tải điện. Tùy theo cường độ của tia hồng ngoại cảm nhận được của cảm biến, cuộn hút của rơ le có điện hoặc không có điện, làm tiếp điểm của rơ le đóng hay mở. Ứng dụng là nhận biết chuyển động. Nhận biết chuyển động thì chúng ta thấy là khi các bạn đi đến cửa thì có chuyển động thì cái cửa nó sẽ mở ra cho chúng ta vào và sau đó nó đóng lại hoặc là nhận biết được tín hiệu đó chính là khi mà chúng ta đưa tay vào thì nước nó tự động nó chảy và khi chúng ta kéo lấy tay ra thì nước nó sẽ ngâm lại đó là tự động đóng tắt nguồn điện đối với cái nguồn nước chống trộm cửa đóng tự động camera an ninh nội dung thứ hai ở bài số 15 một số ngành nghề kỹ thuật điện phổ biến ở đây có giới thiệu ba nghề thứ nhất là nghề kỹ sư điện thứ hai là thợ lắp ráp và thợ cơ khí điện thứ ba là thợ lắp đặt và thợ sửa chữa đường dây điện đối với các ngành nghề đều có bốn nội dung cần nhớ đầu tiên cho biết đặc điểm thứ hai công việc thứ ba môi trường làm việc và cuối cùng là nơi đào tạo Kỹ sư điện đặc điểm là những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực kỹ thuật điện; công việc thực hiện công việc là tư vấn, thiết kế, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, môi trường làm việc, viện nghiên cứu, công ty tư vấn thiết kế, công ty thiết bị điện, nơi đào tạo ở các trường đại học, kỹ thuật. Hai nhỏ thợ lắp ráp và thợ cơ khí điện: đặc điểm là những người có tay nghề có khả năng sử dụng các máy chuyên dụng cho lắp ráp và sửa chữa cơ khí điện; công việc lắp đặt, điều chỉnh sửa chữa các loại thiết bị điện và động cơ điện; môi trường làm việc ở các nhà máy sản xuất công ty lắp đặt và sửa chữa điện nơi đào tạo ở các trường dạy nghề, cao đẳng nghề. Ba nhỏ thợ lắp đặt và thợ sửa chữa đường dây điện. Đặc điểm là những người có tay nghề có khả năng sử dụng các máy chuyên dụng cho lắp đặt và sửa chữa đường dây điện. Công việc lắp đặt, sửa chữa các đường dây điện. Môi trường làm việc tại các công ty truyền tải điện, phân phối điện, công ty xây lắp điện nơi đào tạo tại các trường dạy nghề, cao đẳng nghề. Tiếp theo, yêu cầu cơ bản về phẩm chất của những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật điện có 3 nội dung. Thứ nhất là năng động, nhanh nhẹn, có niềm đam mê khám phá trong lĩnh vực kỹ thuật điện, có đức tính kiên trì, nhẫn nại và tỉ mỉ. Đối với Yêu cầu cơ bản về năng lực của kỹ sư điện thì có các yêu cầu như sau: phải có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, tư duy sáng tạo trong tư vấn và thiết kế, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu và thiết kế, đây là tất cả các nội dung sẽ có trong bài kiểm tra giữa kỳ sắp đến chúc các em sẽ làm bài đạt điểm cao chào các em